tỷ lệ tử vong do các bệnh liên quan đến tim mạch ngày một tăng ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Ở nước ta, trung bình cứ 4 người lớn có ít nhất từ 1 đến 2 người mà nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Thì trong cái thời gian mà làm việc ấy, thì ngoài cái việc bệnh nhân khi mà chúng tôi tiếp đón những bệnh nhân ở ngoài phòng khám thì thấy rằng cái tỷ lệ bệnh nhân nam giới hút thuốc lá rất là nhiều. Và khi mà bệnh nhân mà hút thuốc lá có kèm theo các yếu tố nguy cơ, và đặc biệt là những bệnh nhân nam giới tuổi cao, thì các cái bệnh lý về xơ vữa mạch máu, đối với trên vấn đề về tim mạch thì những bệnh lý về xơ vữa mạch máu, về tăng huyết áp, về suy tim, về tai biến mạch máu não xảy ra sẽ nhiều hơn so với cả những cái nhóm bệnh nhân khác. Đây, trong giai đoạn này là đất nước chúng ta đang hứng chịu một cái giai đoạn mà chúng ta rối loạn thành phần ăn uống. Nhưng chúng biết rằng trong thời gian chiến tranh chúng ta rất thiếu thốn ăn. Khi mà chúng ta có đủ thức ăn rồi, chúng ta lại không khống chế thành phần ăn cho hợp lý mà ăn rất nhiều những cái chất nguy cơ gây ra cao huyết áp, mỡ máu thừa, ví dụ tan mỡ nhiều quá, ăn thịt nhiều quá, thì đến bên đoạn này bây giờ chúng ta hứng chịu cái giai đoạn mà cái bệnh đó nó phát triển lên. Đấy, cái đầu tiên là chúng ta rối loạn về cái thành phần ăn, đặc biệt trong loại ăn mỡ. Bệnh tim do nhiều nguyên nhân, đặc biệt là do các thói quen sinh hoạt hàng ngày, như do chế độ ăn uống không hợp lý, ăn quá nhiều các đồ ăn với hàm lượng chất béo cao. Chất béo lắng đọng ở thành mạch máu, gây xơ vữa thành mạch, dẫn đến tăng huyết áp và giảm cung cấp máu cho tim. Chưa có một chế độ luyện tập thể dục hợp lý, hút nhiều thuốc lá. Rõ ràng là đối với bệnh nhân, nếu mà người ta hút thuốc lá càng nhiều thì cái khả năng, cái nguy cơ người ta bị mắc các bệnh lý về tim mạch nó sẽ càng cao. Ở đây thì chúng tôi cũng có những trường hợp là bệnh nhân còn rất là trẻ. Bình thường thì chúng ta nghĩ rằng là bệnh tim mạch thì hay xảy ra ở những người lớn tuổi, tuổi cao, tuổi trung niên, lớn tuổi. Nhưng mà có những cái bệnh nhân ở đây chúng tôi chỉ mới chừng ngoài 20 tuổi, nhưng bệnh nhân có cái tiền sử hút thuốc lá rất là nhiều, mỗi một ngày 2 đến 3 bao thuốc lá. Và họ hút liên tục như vậy, kèm theo rằng là cái cuộc sống căng thẳng, lo lắng, nhiều stress. Thì có những bệnh nhân ở bệnh viện chúng tôi đã nhồi máu cơ tim mới chỉ ngoài 20. Cho nên rằng là cái việc mà bệnh nhân hút thuốc lá nhiều, bệnh nhân hút thuốc lá từ sớm thì cái nguy cơ tổn thương nó sẽ càng nặng hơn. Thói quen rất xấu trong chúng ta, đặc biệt là thanh niên, đặc biệt thanh niên của Việt Nam. Đó là chị thấy là cái lượng rượu tiêu vì rượu bia cực kỳ, tôi nhớ không nhầm, đứng thứ hai trên thế giới, rất nhỏ. Thứ ba nữa là hút thuốc lá. Ba cái đó là một cái cực kỳ là nguyên nhân mà nó gây một cái lắng động mỡ, gây cao huyết áp. Trước đây chúng tôi làm trong ngành tim mạch hơn 40 năm rồi, thì thường nói đến cái mọi người bị cao huyết áp, bị mạch vành phải trên 40 tuổi cơ. Bây giờ chúng ta cực trẻ luôn, rất nhiều người trẻ. Trong đời tim mạch của tôi đã gặp những người mà tắc mạch vành mới 28 tuổi. Thì ông này là một bệnh nhân làm tiền sử rất là trẻ, làm cán bộ xã thôi, nhưng mà hỏi ra thì anh hút thuốc lá rất nhiều, uống rượu suốt ngày, thì đương nhiên dẫn đến hiệu quả một cái tắc mạch rất sớm. Cho nên là một cái rất rõ, rất hiển nhiên, đó là những người mắc cái bệnh về cao huyết áp, bệnh về mạch vành ở chúng ta rất trẻ. Cái đó là cái đáng báo động chúng ta. Khoa học cũng chứng minh việc thường xuyên bị stress, căng thẳng trong cuộc sống làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch. Bên cạnh đó, tăng huyết áp được xem là yếu tố nguy cơ làm xuất hiện và tiến triển bệnh lý động mạch vành, bệnh động mạch chủ, bệnh động mạch ngoại biên. Tiểu đường là một trong những nguy cơ rất lớn dẫn đến các bệnh lý tim mạch như bệnh lý động mạch vành, bệnh động mạch cảnh, bệnh động mạch chủ và bệnh động mạch ngoại biên. Bệnh tim mạch ảnh hưởng xấu đến chức năng của tim và mạch máu, gây nên những vấn đề rất nghiêm trọng về sức khỏe. Khi bị bệnh tim, người bệnh cần được chăm sóc đặc biệt do các bệnh tim mạch thường cấp tính và nguy hiểm. Thừa cân, béo phì không chỉ là nỗi ám ảnh về ngoại hình của nhiều người, mà còn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tăng huyết áp, bệnh động mạch vành. Lo ngại nhất là với tỷ lệ người hút thuốc lá cao, hiện Việt Nam cũng đang là một trong những nước có tỷ lệ người mắc bệnh tim liên quan đến thói quen này khá cao. Cái tình trạng của tôi là người nó mệt, mà nó đau cái vùng ngực trái. Tôi mới xin giấy đi lên trên này khám. Khám thì người ta bảo tôi bị loạn nhịp tim.
họ cho cái hướng là đi gắn máy tạo nhịp tim. Thì bác sĩ chỉ hỏi là tôi từ trước nay có hút thuốc không? Thì tôi có nói là tôi hút thuốc phải được đến 30 năm này rồi. Giờ bỏ được gần chục năm rồi. Thì chắc là tôi cho là nguyên nhân do thuốc lá hút nhiều quá cũng có khả năng là ảnh hưởng đến do cái bệnh của tôi. Từ năm tôi biết thuốc lá tới năm 15 tuổi và hút được một thời gian dài. Thế hút từ một bao đến hai bao. Tôi hút thuốc lá xong tôi lại chuyển sang thuốc lao. Lá xong tôi lại chuyển sang thuốc lá. Nhớ là vì bệnh này tôi cũng nghỉ từ năm 10 năm ra là tôi nghỉ. Và vì tôi bị tai biến mà. Bệnh tôi là vì bệnh tim, bệnh cũng do bệnh, do thuốc lá về nên. Và cụ thể là tôi bị tôi đi chụp vật vênh và sau tôi không biết thế nào nữa. Đối với những cái tổn thương mà do hút thuốc lá gây ra thì cái thuốc lá nó những cái chất trong thuốc lá đặc biệt là nicotine nó sẽ làm tổn thương các mạch máu trong đó có động mạch vành. Cái việc mà nicotine này nó sẽ làm cho cái tăng quá trình xơ vữa mạch máu của bệnh nhân. Xơ vữa mạch máu có nghĩa là hình thành ra những cái mảng xơ vữa bám ở trên thành động mạch. Thì đối với những cái bệnh nhân, đây là một cái quá trình diễn biến tự nhiên của tất cả mọi người. Tuy nhiên đối với những bệnh nhân mà có các yếu tố nguy cơ, ví dụ như là hút thuốc lá, tăng huyết áp, tiểu đường, mỡ máu thì cái quá trình này nó sẽ diễn ra rất là nhanh. Bệnh nhân có thể là có cái biểu hiện là có cái tình trạng hẹp động mạch vành trong một thời gian rất là dài nhưng bệnh nhân không có triệu chứng. Thế thì khi mà cái hẹp động mạch vành đã trở nên đáng kể và nó gây ra thiếu máu cơ tim thì cái cơ tim nó bị thiếu máu trong một thời gian dài, tim của bệnh nhân thì cứ giãn dần ra và chức năng tim thì giảm đi, rất là điển hình như bệnh nhân này. Và khi mà bệnh nhân nhập viện thì ra trong một cái tình trạng là suy tim nặng. Cái bệnh phải là chúng tôi nói cái bệnh về mạch đấy, mạch vành chủ yếu đây là do chúng ta không cân đối, không hợp lý trong cái thành phần ăn chúng ta. Chúng ta chủ yếu là ăn nhiều mỡ quá, ăn nhiều mỡ động vật quá, ăn nhiều phủ tạng quá, ăn nhiều trứng quá. Thì đó là những nguyên nhân làm tăng cholesterol. Và nếu như mà ta lại ăn như thế mà lại uống nhiều rượu hút thuốc lá thì tỷ lệ nó tăng lên rất cao. Tôi lấy một cái con số, một cái để chị muốn tôi tổng kết ở đây, có những nghiên cứu ở đây. Nếu những người tôi nói về lắng động, mức độ lắng động cholesterol ở trong thành mạch làm gây cao huyết áp và gây tắc mạch. Nếu một người mà chỉ có không hút thuốc lá uống rượu mà ăn nhiều mỡ thì cái lượng mỡ cholesterol ấy ở trong máu nó tăng gấp 3,7 lần so với người bình thường. Nếu người đó lại uống rượu mạnh, đặc biệt vodka, whisky thì số đó tăng lên 11 lần. 11 lần so với người bình thường. Cùng người đó vừa uống rượu, vừa ăn nhiều mỡ, hút thuốc lá nữa thì nó là tăng lên 13,4 lần. Bên cạnh việc điều trị theo đơn thuốc của các bác sĩ, người mắc bệnh tim còn cần một chế độ ăn đặc biệt. Thay đổi lối sống là một trong những cái điều cơ bản nhất trong bất cứ cái điều trị nào và ngay cả trong điều trị bệnh tim cũng như vậy. Đối với chế độ ăn uống thì yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch đó là những cái bệnh nhân thừa cân béo phì, ăn chế độ ăn ít kali, ăn nhiều dầu mỡ và đồ béo. Chính vì vậy thì người ta đã có một cái chế độ ăn gọi là chế độ ăn địa trung hải dành cho những bệnh nhân về tim mạch. Đó là một cái chế độ ăn mà có nhiều rau, nhiều hoa quả, nhiều chất xơ. Bởi vì rau, hoa quả và chất xơ sẽ cung cấp cái lượng kali rất là phong phú cho người bệnh. Và khi mà bệnh nhân ăn nhiều rau, hoa quả và chất xơ thì cái cholesterol máu của bệnh nhân thường sẽ được ổn định hơn, cũng như là cái tình trạng huyết áp của bệnh nhân sẽ ổn định hơn nếu như bệnh nhân có được bổ sung kali từ cái chế độ ăn uống. Ngoài ra thì đối với những cái bệnh nhân mà tim mạch ấy, thì bệnh nhân cần phải hạn chế ăn những cái đồ ăn có nhiều dầu mỡ. Chúng ta nên ăn những cái loại thực phẩm hoặc là chất đạm mà có màu trắng, ví dụ như thịt màu trắng như là thịt gà, bỏ ra hoặc là thịt hoặc là cá. Và chúng ta hạn chế ăn những cái thực phẩm mà những cái loại thịt mà có màu đỏ, ví dụ như là thịt lợn, thịt bò, thịt cừu, vân vân.
ăn mặn chỉ là có ăn, ta ăn muối. Ăn muối thì tăng chứ áp lực thẩm thấu, có nghĩa là ba cái dịch ở ngoài thành mạch nó vào trong lòng mạch, làm cho giữ nước ở trong trong lòng mạch, có nghĩa là khối lượng máu tăng lên thì gây cao huyết áp. Đấy là một trong những yếu tố cao huyết áp. Cho nên những cái người ăn mặn là những cái nguy cơ rất cao, mà thói quen chúng ta phải phải hết sức là giải thích cũng như là cho người dân ta hiểu được cái nguy cơ ăn mặn chúng ta đó là một thói quen không tốt. Tôi lấy ví dụ, chẳng hạn như là thông thường chúng tôi kiểm tra một cái khảo sát thì thấy rằng là những cái người Việt Nam chúng ta thì ăn mặn bình thường cao hơn 3 lần so với những cái nước khác mà người ta ăn chế độ bình thường ăn mặn, thì chúng ta mức độ ăn muối tăng 3 đến 3,5 lần. Đó là con số đáng động mà chúng ta, đấy là một trong những cái nguyên nhân đóng góp rất lớn đến vấn đề cao huyết áp ở người trẻ. Ngoài ra, theo các chuyên gia dinh dưỡng, người mắc bệnh tim cần chú ý, cần hạn chế ăn mặn. Bệnh nhân cần hạn chế các thực phẩm có vị mặn như nước chấm, mắm, cá khô, muối và cả mì chính chứa natri trong nấu nướng. Người bệnh tim chỉ nên ăn từ 5 đến 10 gram muối một ngày, bao gồm cả lượng gia vị thêm nếm. Nên ăn nhiều các loại rau quả, trái cây chứa nhiều chất xơ, vitamin và các khoáng chất vi lượng. Một số loại hoa quả còn chứa các chất tác dụng tốt đối với bệnh tim mạch như bưởi có thể làm giảm mỡ trong máu, cà chua có thể làm giảm nguy cơ tai biến mạch máu não. Quan trọng hơn, người mắc bệnh tim mạch cần kiểm soát lượng chất béo trong khẩu phần ăn hàng ngày, chỉ nên chiếm từ 20 đến 30% tổng năng lượng cung cấp cho cơ thể. Việc ăn quá nhiều chất béo, đặc biệt là từ động vật, sẽ làm tăng lượng cholesterol trong máu, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, khiến lòng động mạch vốn hẹp do xơ vữa dễ dàng bít tắc dẫn đến nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo người mắc bệnh tim nên sử dụng dầu thực vật thay thế mỡ động vật, hạn chế các món chiên xào, tăng cường các món luộc hấp. Đặc biệt, theo các bác sĩ, thuốc lá là thứ cần phải kiêng cữ tuyệt đối khi bị bệnh tim mạch. Y học đã chứng minh thuốc lá ảnh hưởng rất xấu tới huyết áp, tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, thúc đẩy hình thành cục máu đông và tăng nguy cơ đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, tai biến, suy tim, dẫn đến tử vong hoặc di chứng rất nặng nề. Nhất thiết bạn phải cố gắng tìm mọi cách bỏ thuốc lá ngay khi biết mình bị bệnh tim mạch. Với những người có yếu tố nguy cơ cao dẫn đến bệnh tim mạch, cũng nên bỏ thuốc càng sớm càng tốt để ngăn bệnh tiến triển. Người bị bệnh tim cũng nên uống nước theo nhu cầu cơ thể, chỉ uống khi cảm thấy khát. Nếu bệnh chỉ ở mức độ nhẹ, việc hạn chế uống nước là không cần thiết. Những trường hợp suy tim nặng, chỉ nên hạn chế uống khoảng 1 lít nước mỗi ngày. Cuối cùng, người mắc bệnh cần lựa chọn cho mình một chế độ hoạt động thể lực phù hợp, làm cho các mạch máu trở nên mềm mại, đàn hồi, dẻo dai hơn, giúp cho việc đưa máu về tim nhanh chóng và đều đặn hơn, đẩy máu nhiều hơn đến các cơ quan quan trọng như não, phổi, thận, gan.